Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 23 tháng 7, Thành đoàn Thuận An phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình Ngày hội tri ân Hành trình đỏ lần thứ 5 năm 2023. Mở đầu chương trình là lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử chiến khu Thuận An Hòa. Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên thanh niên được nghe nói chuyện truyền thống, truyền động lực từ ông Nguyễn Sĩ Hồ, một thầy giáo về hưu với 15 năm miệt mài tìm kiếm thông tin giúp thân nhân tìm được bia mộ liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã phát động thực hiện chương trình Uống nước nhớ nguồn. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao bảng tượng trưng công trình Uống nước nhớ nguồn cho đoàn thanh niên 10 xã phường, trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách và thiếu nhi là con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện sửa chữa căn nhà nhân ái cho hai gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 40 triệu đồng. Vận động các đơn vị tài trợ tặng 100 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.